Chí Linh, Hải Dương xin gửi lời chào đến toàn thể các anh em yêu nhạc trên mọi miền tổ quốc và siêu kính máy quay của anh em đây. Bên em tiếp tục lên sóng test giới thiệu một cặp loa máy Mỹ TV cấu hình 1340 sử dụng từ 14 côn họng 63 một tép kèn. Cặp loa PV này có màu đen 145HC quá hay quá các bác. Tép vải rất hay, tí tách nách cách, bát mềm sâu lời ca bay. Wow, với cái model 115HC của PV thì thông số thùng kích thước được thiết kế rất nhỏ gọn các bác. Chiều cao khoảng 40, ngang 42 và sâu 40cm, sử dụng thùng gỗ bọc lì. Loa này thì các anh em rất dễ phối ghép với những chiếc âm ly 203, 506 và những chiếc cục đẩy công suất không cần lớn các bác nhá. Đấy, bao chất, bao nguyên zin cho các anh em cặp loa Mixi PV 115HC. Đấy, ôi, 340 một cái kẹt đây các bác. Loa đẹp xuất sắc các bạn nhá, riêng nguyên bản từ A đến Z. Cặp loa này thì các bạn anh em phối ghép với những không gian từ 25 vuông, từ 20 cho đến 30 vuông. Đấy, chơi chất hết bài. Đấy, các bạn anh em để ý tép vẩy rất hay này. Đấy, karaoke lời mic cực sáng và bay quá nhá. Vâng, với mức giá đầu tư rất hợp lý cho một cặp loa Mixi PV Bass 40 115HC với mức giá 10.500.000. Và mọi nhu cầu mua sắm các bạn anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Ngày ngất ngây còn cả tây các bác. Vợ sao lành mà mong số